gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cũng gửi lời xin cảm ơn đến mẹ, đến công ty Nguyễn Anh, rồi các anh ở Hà Tĩnh, rồi công ty Chức Trẻ và các anh em cộng sự để làm nên được cái nhà hôm nay. Một lần nữa chúc mọi người sức khỏe, gặp nhiều may mắn ạ. Dạ, hiểu xin cảm ơn.